vào được. Nhanh thế nhở, thế mà vẫn kịp. Ui xồi, ui xồi. Người vẫn quả. Nhanh nhở. Đúng là nó đẳng cấp. Trời xỉa. Hello, chúng ta cùng đến với trận chung kết đôi nam. Trận đấu nội bộ giữa hai Indonesia. Nói là cầu lông đôi nam của Indonesia rất mạnh. Cặp đôi phía gần màn hình trên trang phục quần áo đỏ và cặp đôi xếp hạng 23 thế giới. Và đối thủ của họ, cặp đôi áo trắng quần trắng, cặp đôi đang xếp hạng 16 thế giới. Anh em nghĩ rằng trận đấu này hạng cao hơn liệu có ăn được không? Xem họ đánh tỷ lệ sướng thật. Điểm số 3 đều. Vâng, bồng lên này. Xem đẻ tốt thật. Ui dồi, nhanh thế nhờ. Ban tổ chức xin thông báo cháu Nguyễn Minh Đức có em là Thái, con mẹ là sống tại Hà Nội. Xin chữ ký hả?
Ôi, vẫn thủ lên kìa. Sợ nhờ. Xem sướng thế. Ui. Trọng tài không nhìn. Đúng rồi, trọng tài nhìn chậm thế. Ui sồi. Tay nhanh thế nhở. Vận động viên nhỏ nhỏ phía bên này đánh chạy cầu rất hay. Rất nhanh. Ba đôi trắng đen dẫn trước rồi. Nhanh thế nhờ. Lắc lưới, tấn công. Đập chất lượng thật. Cầu ngoài sân, đứt cước. Nhanh thế nhở, thế mà vẫn kịp. Ui sồi. Cầu lật lưới. Phát bắn đấy. Chặn hay lắm. Ui đánh tỉ kinh thật. Hai điều. Ui sồi rồi. Họ vã cầu mà cổ tay họ dừng lại. Nó vã chỉ một đến một điểm nó dừng lại. Phản hay thế nhờ. Ui sồi. Hay. Xem, sướng hết cả mắt. Ui sồi. Out, điểm số 4-3.
và anh tỷ đè kinh nhá. Nào. Thế nào? Ồ. Nhanh nhờ. Đúng là nó đẳng cấp. Nhanh ghê. Điểm số 8-5. Ui dồi. Trời xỉa. Thêm quả nữa thì chắc là ui xời. Thế mà ngoài. Ngay mình đánh hai bên mà không có trận cao thì vẫn phản xạ kịp. Hỏng mấy quả. Lan ơi. Bom.
cánh bom. Một tràng bom, một tràng bắn lưới. Ông chết rồi. Khéo thế nhỉ? Ôi trời. Tám mười chín thôi xong đấy. Lại đằng kia.